Màu trà hả? Cái mùi thơm quá ha. Thấy đi đi về Bến Tre đi, về Bến Tre đi vui hơn á. It smells citrusy. Oh, trong cái túi trắng có giấy á chị. À, à, chị cũng có nè. Cầm miếng đi con, cầm miếng để chạy lại che lại nha con. Không mát, nó mát. Ngon không con? Quậy quậy lên coi. Quậy đi. Thử đi. Hai. Dùng. Cái đó của trời đó nó quậy lên. Nè nè. Ông kìa. Ông kìa đủ. Rồi. Ông Trang nó mới ăn xong. Oh, you want to take a picture? She can take a picture. Hi, B. Tội nghiệp là quên quá. Em đâu rồi? Can you try it? Try it with this one. Nó cay hay là sao? Cay hết rồi, nó lo nó giùm ông thôi. Blueberry tray. Those are kumquat. Dạ, còn đây là cái sản phẩm từ ông ạ. Đây là cái sản phẩm mà cơ sở nhà em có sản xuất và có bán thêm á. À, nhà mình có nhu cầu có thể là mua ủng hộ. How's it doing? It's good. Chứ là sữa ông chúa, nó là cái sản phẩm quý nhất trong phải không? Sữa ông chúa này thì có hai công dụng chính, mình sử dụng để ăn nè, hay là mình dùng để thoa mà ngại cho da. Ừ. Dạ. Sữa ông chúa này khi mà mình sử dụng để ăn thì nó bổ sức khỏe, nó sẽ đề kháng chống sự lão hóa.